จับตัวเองได้ไหมไม่ต้องมาทำอะไร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 ทำ
Chồng đang hát tế phá hoàng nha các bạn, chuẩn bị ra anh em mình ngồi chờ chút xíu nữa đưa ra các bạn. Cái đoạn đường đưa cũng khá là xa nha các bạn, đi ra tuốt ngoài vườn lắm. Bên trong hình như là ca sĩ đôi đang hát nha các bạn ơi. Dịch vụ mai táng của Nguyễn Đăng vô xem hát tế. Bữa nay nghe nói quánh bộ đồ đẹp lắm, gì mà khóc dữ à. Anh em đang ngồi đây chờ chút khuyên ra. Oh,
Thank you.
Anh đi về với cưng nha, anh đi về với cưng. Đứng ngay giữa con mới được. Giờ về nha các bạn. Ngày mùng 4 Tết này. Giờ xiết chiều nay thêm cái nữa các bạn ơi. Chiều nay, chiều mai. Sáng mùng 6. Rồi, kết thúc video này tại đây nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ kênh mình trong nhiều năm qua nha.